Nhà đất Khánh Thành xin kính chào quý khách hàng. Bên em đang có sản phẩm trên trục đường to 21m, trục đường chính của trung tâm huyện Mỹ Lộc, khu đô thị mới Mỹ Lộc. Đường to là 21m, vỉa hè mỗi bên là rộng 5m, lòng đường là rộng là 10m. Diện tích cắt đất ở đây là tổng là diện tích là 252m2, mặt tiền là 14m, sâu vào là 18m, đằng sau lưu không là 2m. Hướng này là hướng bắc, thì giá đang phù hợp cho khách hàng mua ở hoặc là mua đầu tư. Vị trí khu biệt thự Mỹ Lộc ở đây thì là đang gần với cái khu gần với cái trạm thu phí BOT của huyện Mỹ Lộc. Ở đây thì đằng trước mặt đây là quy hoạch làm bến bãi đỗ xe ô tô. Bến bãi xe phía bắc sau này chuyển đổi lên đây. Thứ hai, ở đây là gần với cái khu vực khu công nghiệp mới Mỹ Thuật đang được khởi công xây dựng. Thứ hai, ở đây là gần với cái khu làng nghề may mặc là làng sắc. Giá khởi điểm vừa rồi đấu giá ra ở khu vực này đã là 110 triệu 1m2, nên là khu vực này là gần với khu vực làng sắc nên là rất chỉ là đắt đỏ. Ở đây thì là khu đô thị mới Mỹ Lộc này thì đang kẹp giữa với hai cái tuyến đường chính để đi Hà Nội, là thứ nhất là đường 21B cũ và 20 và Đại lộ Thiên Trường, nên là ở đây được đánh giá là tiềm năng phát triển về cái hướng bắc của cái phía thành phố Nam Định. Ở đây thì cách trung tâm hành chính huyện Mỹ Lộc là 1,5 km, và cách cái ủy ban xã Mỹ Hưng là khoảng 1 km. Ở đây là gần chợ Đặng này, gần các trường học này, gần các cơ quan ban ngành này, nên là rất chi là thuận lợi ở khu vực này, ở phù hợp đường to như này và mặt tiền rộng như này thì các bác có thể là nhu cầu có thể làm kho, làm xưởng. Trước mắt thì đầu tư đất, sau thì có thể là làm nghề, làm các kho xưởng hoặc là làm các dịch vụ ăn uống ở đây. Đường to nên là cái bãi đỗ xe ô tô ở cái phía đối diện đây thì là một cái mương, view mương, nên là mương ở đây là cũng là to, nhưng mà được cái vỉa hè bên này thì là không có nhà xây dựng nên các bác để xe đỗ xe thoải mái, đi lại thuận lợi. Các bác có nhu cầu mua bán đất ở khu vực biệt thự ở khu đô thị mới Mỹ Lộc này thì liên hệ với em là theo số điện thoại là 0946218580. Các bác hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh để mỗi khi có bất động sản hay và đẹp, giá rẻ phù hợp thì sẽ hiện về các máy các bác luôn. Em xin chào quý khách hàng.